Chắc làm cũng được thùng thùng. Ghê vậy. Rồi xỉn rồi làm gì? Xỉn đi ngủ. Đúng rồi. Không, thật sự là em rất là kỹ việc ăn nhậu. Mình nỗi nhưng mà không biết là cái lỗi của mình. Thì vậy thôi, chứ còn dâu mười mấy năm cô rất là thường. Chứ bao giờ mà cô cãi nhau với nó. Nó còn dễ tính hơn mà thằng này, chứ không phải là ấy. Rất là ngoan, chứ không phải cô nói cái gì là nó nghe. Chứ không phải là như thằng này nó còn cãi dạ ấy. Chứ còn mà con kia nó không bao giờ cãi, mà nó biết nghe, mà nó làm giỏi nữa, mà nó chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo chài. Tôi xin tự giới thiệu với Cát Tường và chương trình Hẹn Hò Chưa. Tôi là Dương Khắc Niệm, năm nay 47 tuổi, đang làm tài xế lái xe đưa rước nhân viên ở Bình Dương. Làm cho công ty hả anh? Dạ. Đưa rước vậy là mình chỉ chạy sáng tối thôi, sáng chiều. Sáng chiều thôi. Rồi buổi trưa mình làm gì anh? Dạ, trưa ngủ. Ngủ trong công ty hay là về nhà mình ngủ? Ngủ trong công ty. Công ty mình là công ty gì anh? Dạ, công ty Sứ Thiên Thanh. Vậy thì anh làm công việc này ở đây lâu chưa? Cũng mới đây thôi. Mới đây. Được có 1-2 năm nay. Quê mình ở đâu anh? Quê tôi thì ở Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Tây. Rồi mình vào trong này lập nghiệp lâu chưa? Nói chung là từ nhỏ giờ sống ở đây. Từ nhỏ giờ sống ở đây luôn. Dạ, rồi cảm ơn anh. Dạ, đến phiên chị rồi. Chào Cát Tường, chào anh Văn Trạnh. Em tên là Quỳnh Anh, 46 tuổi. Dạ. Ông xã là hồi xưa là bộ đội, mất 8 năm rồi, bệnh ung thư. Rồi có hai đứa con, bé lớn thì có gia đình rồi. Còn cu thì học lớp 12. Đây là bây giờ chị làm công việc gì? Bán hàng ăn. Bán hàng ăn rồi ai phụ? Có thuê người. Khi mình mở bán thì phải thuê người rồi hàng ăn mà đâu có mình được. Nhưng mà thằng con là tối nó có về nhà ngủ không hay là nó không học ở trường luôn, nội trú. Vậy là lâu lâu con nó mới về một lần. Về, đúng không? Mà hiện tại là chị đang sống ở đâu? Ở Tân Bình, vào đây 6 năm. Vào 6 năm. Công việc bây giờ ổn không chị, tốt không chị? Cũng không ổn bằng lúc trước. Tại vì vừa rồi dịch đó. Nhưng mà chị nói anh nhà mất 8 năm rồi, có nghĩa là mất rồi ở ngoài quê thì mới vào đây. Chị mới vào đây, đưa hai đứa con vào đây. Đúng rồi, thằng con nó học trong này nên mới vào luôn. Chắc lúc anh cũng mới mất cũng học hẳn nhiều lắm ha chị ha. Nhiều chứ, mọi thứ nên là nó hơi bị hụt hẳn nhiều lắm. Chị thấy mình là một cái người có những cái điểm mạnh gì? Điểm mạnh thì rất là nhanh nhẹn, vui vẻ. Còn điểm yếu là nghĩ rằng làm thì quên ăn luôn. Đã vô việc có thể là không bao giờ ăn từ sáng chiều. Nhưng mà rồi mình có sức khỏe của mình tốt không? Rất là tốt. Rất là tốt. Tốt là do chị nghĩ tốt hay là mình có đi khám tổng quát người ta nói không? Có chứ, cũng có khám chứ. Sức khỏe là quan trọng nhất. Đúng nha rồi. Chị nha. Rồi những cái điểm mà mình còn hạn chế? Mình sống thoải mái lắm. Tại mình đã trải qua ông xã bệnh như vậy rồi, cho nên mình thoải mái về vấn đề trong tinh thần lắm, không có đặt nặng vấn đề gì nhiều. Anh nghe cái chia sẻ của chị về cái chuyện gia đình, anh có suy nghĩ như thế nào không? Thì nói chung là thấy một người con gái như vậy là năng nổ, làm việc hết mình vì chồng vì con. Anh nghĩ bản thân mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của mình thì ít lắm. Nói chung là mình thì thể dục thể thao, đờn ca hát vậy thôi. Có thể dục thể thao, đờn ca hát nữa. Vậy là nãy giờ tôi nói ủa sao ghi hình thấy cái đàn này của ai? Vậy là cái đàn của anh phải không? Dạ đúng rồi. Chúc làm bạn nha. Okay, cảm ơn anh. Rồi điểm yếu thì là mình nói chung là nóng tính và khó tính. Trời ơi, thẳng tính, nóng, khó, thẳng nữa. Và nhậu nhiều. Trời đất. Tài xế sao nhậu, nhậu giờ nào? Nhậu lúc buông vô lăng ra, nghĩ là uống thôi. Uống với ai? Uống với bạn bè, chiến hữu. Trời đất ơi, rồi uống nhiều không? Một lần uống nhiều ít. Chắc làm cũng được thùng, thùng. Ghê vậy? Rồi xỉn rồi làm gì? Xỉn đi ngủ. Bây giờ sắp tới rồi, giả tỷ giờ có một cái mối quan hệ mới rồi làm sao? Thì có mối quan hệ mới thì mình sẽ ấy lại cái bản thân mình. Nhắm ấy được không hay là thành thói quen như vậy rồi? Có thay đổi bản thân mình được, có điều chỉnh là cuộc sống được không? Buồn, lúc buồn thì nhậu thôi. Buồn mới nhậu hả? Mà một tuần buồn hết mấy bữa? Hồi đó buồn nhiều lắm. Dạ, anh có chuyện buồn gì vậy? Bây giờ anh kể em nghe nè. Tại vì cũng ly dị vợ con này kia nọ. Mình cũng gãy đổ anh hả? Gãy đổ một lần cho nên cũng buồn. Tối về thì làm bạn với bốn bức tường cho nên cũng buồn. Bạn bè rủ đi nhậu thôi, mình cũng phải đi nhậu cho vui. Mà ngày xưa khi mà anh còn sống với vợ trước đây của anh thì anh có đi nhậu vậy không? Cũng có nhưng mà ít lắm. Có phải tại nhậu quá nên chia tay không? Không phải, tại vì chị ta ngoại tình. Hai vợ chồng lấy nhau, sống với nhau được bao lâu? Cũng được mười mấy năm. Mười mấy năm. Có mấy mặt con Được hai đứa. Đứa lớn thì
22 tuổi, đứa nhỏ 16 tuổi. Bây giờ con đang sống với ai? Giờ thì đang sống với mình. Hai đứa luôn? Đứa lớn thì nó học xong rồi, bây giờ nó lại về mẹ nó đi học thêm tiếng Hàn. Bao nhiêu đứa lớn là đi, sống với mẹ, đứa nhỏ là sống với anh. Mà mình ly dị bao lâu rồi anh? Cũng được 8-9 năm nay rồi. Ủa, 8-9 năm rồi hả anh? Nhưng mà em hỏi thật, khi mình đã sống với nhau có hai mặt con như vậy, cũng phải tìm hiểu cho nguyên nhân chứ đâu thể nào không rõ ràng được. Thì khi mà anh phát hiện chỉ là ngoại tình đó, là anh thấy hay là anh nghe người ta nói, rồi anh có cho cơ hội hai vợ chồng ngồi để nói chuyện với nhau để hỏi cho rõ không? Hay là sao? Tức là mình thấy luôn. Anh thấy luôn. Rồi có cơ hội nói chuyện, giải thích, hỏi thăm gì không? Mình đã thấy như vậy rồi, mình không có cần gì nữa, là mình tự... Mức độ thấy nó như thế nào, có chắc không, hay là nhiều khi người ta bạn bè là người ta chở nhau đi cho mình thấy luôn mà. Người ta cố tình chở cho mình thấy luôn. Cho mình thấy. Và ai là người đưa ra cái quyết định ly hôn? Tức là mình. Rồi cổ đồng ý luôn? Đồng ý. Không có nắm níu hòa giải, níu kéo gì hết? Có tòa án cũng hòa giải mấy lần nhưng mà cũng không thành công. Rồi hàng ngày rồi hai cha con sống với nhau hay còn ai trong nhà nữa không? Dạ thì cũng hai cha con sống với nhau với lại ông già bà già. Ba mẹ bên con năm nay bao nhiêu tuổi, hai bác bao nhiêu tuổi ạ? 75. Nhà còn khỏe không anh? Dạ khỏe. Vậy thì ở nhà nội trợ cơm nước bếp núc trong nhà là ai làm? Mẹ làm. Mẹ vẫn còn làm? Dạ. Chứ đâu có con dâu, không có ấy là ai làm cho giờ. Dạ. Mà sao cũng một thời gian quá dài luôn, anh chưa tìm, chưa bước thêm được bước nữa anh? Cũng có một vài ấy nhưng mà nó không hợp với nhau. Thứ nhất là không hợp, rồi thứ hai là người ta đạo khác nữa. Anh có đạo gì không? Mình thì bên đạo Phật. Có nghĩa là cái người kia là có bên đạo, bên đạo Chúa. Thiên Chúa. Dạ. Nhưng mà bây giờ trước tiên anh muốn tiến thêm bước nữa, anh phải điều chỉnh cuộc sống bản thân chút xíu, phải giữ gìn sức khỏe rồi bớt nhậu lại. Giờ có thí dụ mà giờ mình yêu nữa là coi như mình có bạn gái đúng không anh? Phải dành thời gian qua lại chăm sóc rồi này kia trước đúng không anh? Thì cái đó nếu có động lực là bắt đầu là bỏ ngay. Có động lực là bắt đầu là bỏ ngay. Chắc chắn. Rồi anh nói đó nghe, em cũng hy vọng vậy. Rồi ngược lại là thì nghe câu chuyện của anh bên này thì chị cảm nhận suy nghĩ như thế nào? Thì cũng không có suy nghĩ gì nhiều, thì mỗi người có một cái cuộc sống riêng và lại điều cái mình không có đào sâu về vấn đề lô hôn nhân trước của ảnh. Nếu thực sự mình với ảnh mà có một cơ hội thì mình mong ảnh điều chỉnh lại những cái điều mà trước kia một cuộc hôn nhân của ảnh á, nó ảnh có sai phạm gì đó thì ảnh phải điều chỉnh lại. Tại vì giờ mình lớn rồi, mình đến với nhau là phải thực sự hạnh phúc. Tại vì mình không phải đến như trẻ con nữa, bây giờ chơi bời là thật ra là chị không thích. Bây giờ mỗi người là đang còn một đứa sống với mình. Đó, thì em nói ví dụ nè, giả tỷ nè, mà mình hợp nhau đi, mình tìm hiểu hợp nhau mà mình muốn về sống chung một nhà thì anh có ngại chuyện con riêng, con anh, con em không? Nói chung là không có ngại đâu. Mà đứa con anh nó đồng ý cho anh tiến thêm bước nữa không? Có hỏi ý con chưa? Có hỏi rồi, nó kêu cái này do người lớn với nó. Người lớn không có gì ha. Thế còn chị thì sao? Con nó nói là mẹ đăng ký cho vui đi, nó thích lắm. Tại thấy mẹ cứ ở một mình á. Thằng con trai hầu như nó cũng ít ở nhà, học ở trường đi cả ngày. Vậy mình chị có nghĩ mình muốn đẻ thêm đứa nữa không? Cơ hội đến mà tốt hoặc là bên người đàn ông đó, đó người chồng mình tương lai mà nếu họ có điều kiện an toàn, cảm giác cho mình có một cái cuộc sống an toàn hơn thì sẵn sàng. Chịu chơi dữ à, 46 tuổi rồi ok chơi nữa hả? Yêu đời lắm. Thế anh thì sao, mình có nghĩ rằng mình sẽ muốn có thêm một đứa con nữa không? Nếu có thì quá tốt. Vậy hả? Hai đứa rồi mà vẫn chưa đủ hả? Ủa hai ghép lại là 4 mà vẫn chưa đủ nữa hả? Thì tính nếu vậy thì quá tốt. Anh chị làm cho em tự nhiên nó nung nấu lại cái ý nghĩ muốn đẻ con nữa quá. Rồi ok, bây giờ em sẽ mời hai anh chị nhìn nhau. Đó, rồi ảnh sẽ tặng cho chị một món quà rất đặc biệt. Rồi em chào anh. Chào em. Hôm nay dân chương trình, hôm nay anh quen biết em, rồi anh có bó hoa xin tặng em. Rồi em cảm ơn anh. Bó hoa này sẽ nói hết lời của anh trong đó. Chưa đâu anh. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em. Bó hoa chưa nói hết lời được đâu, hát một bài mới nói hết lời. Đây, xin mời anh. Này, có cần em đăng đàn giùm anh đúng không? Đúng không chị? Bó hoa đâu nói hết lời được. Bữa nay qua chương trình quen biết em, anh xin hát tặng em và quý vị ở đây một bài hát Huyền thoại một chiều mưa. Wow.
Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng, giờ đang đứng bên anh, đang đứng bên anh, cầu thầm mưa mãi cho tiên đừng về. Em ơi, nếu mà trời gọi về thì tiên có về không? Mỉm cười tiên nói, tiên thích dương gian với chiều mưa thật buồn. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Đó, bài hát mới là thổ lộ lòng anh, chứ món quà đâu có thổ lộ gì đâu. Không biết là cảm nhận đầu tiên khi mà mở cánh cửa trái tim này ra thì cảm nhận của chị như thế nào? Nói chung là thấy anh hiền. Dạ. Chắc cũng thật, mọi thứ thì chưa biết hết được. Dạ, làm sao mà biết hết được liền ha chị ha. Thế còn anh, cảm nhận anh như thế nào? Khi mở cánh cửa trái tim tôi thấy là hiền, dễ thương. Anh đẹp mà. Đúng rồi. Chà, thấy hai người này cũng cái mũi nhìn nghiêng giống nhau ghê nha, cái mắt cười cười, hay là chắc ai cũng vết chân chim cũng nhăn nhăn, đôi mắt cũng giống nhau, thấy mặt hai người cũng khá giống nhau á. Rồi em xin đùa thôi, bây giờ em sẽ mời hai anh chị dùng một bữa trưa với nhau, rồi mình tâm sự với nhau cho nó có một cái thời gian nó tìm hiểu nhau một chút xíu. Em xin mời hai anh chị nhá, chúng ta sẽ thưởng thức một cái món ăn rất là đặc biệt, kết hợp giữa Âu và Á luôn, được sáng tạo bởi bếp trưởng của nhà hàng My Burner. Đó là cái món súp đuôi bò My Burner sẽ dùng chung với bánh mì nè. Đuôi bò thì đã được sơ chế hết rồi, ướp gia vị rất là thơm ngon, rồi tẩm bột mì, chiên giòn lên rồi dùng nấu súp, mình ăn kèm với bánh mì rất là tuyệt vời. Mà anh chị vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Dạ, mời hai anh chị có một buổi trưa thật là ngon miệng. Thơm quá. Mời em. Dạ. Giờ bây giờ cho em hỏi là hiện giờ nhà em ở Tân Bình là ở Tân Bình không? Bên này là em thuê. Thuê. Dạ. Mời trọ. Dạ đúng rồi. Dạ em ở quê. Em ở quê. Em quê ở Phan Rang á. Phan Rang. Nơi nho nhiều nhất á. À, ở quê em. Nhà anh ở đâu? Nhà anh ở Hóc Môn. Hóc Môn. Dạ. Nếu mà anh đến một cuộc hôn nhân nữa thì sẽ ở đâu và như thế nào? À thì gia đình mình thì mình phải ở nhà gia đình thôi. À, dạ, ở dạ. Chung với gia đình. Nhà anh đông anh chị em không? Nhà có ba anh em. Dạ. Nói chung là lấy chồng hết rồi. Dạ. Mình thì mình ở với ông già bà già. Dạ. Ông bà khỏe chứ anh? À khỏe. Dạ. Khỏe. Nhưng mà như em nghe nói anh nhậu nhiều đúng không? Đúng rồi. Không, thật sự là em rất là kỹ việc ăn nhậu. Trong cái thời điểm anh không có gia đình. Nói chung là về công việc hay là bạn bè thì mình vẫn phải là giao tiếp thôi. Không, cái sự giao tiếp thì em khẳng định là phải có. Chứ không thể mình sống một mình không giao tiếp mình. Hay là mình có vợ rồi mình không giao tiếp bạn bè, hoặc là mình không ăn nhậu cà phê. Cái đó là không phải. Em sợ nhất cái kiểu mà ăn nhậu mà xa đà. Nếu mà em với anh có cơ hội thì em nghĩ là anh điều chỉnh lại. Em không khơi dậy cuộc hôn nhân trước của anh làm gì. Nó qua thì cho qua, mà em chỉ mong điều đó. Nói chung là lúc mà buồn thì mình như vậy thôi. Nhưng mà có cái động lực để mình ấy thì chắc chắn là sẽ không. Em hiểu được cái đoạn của người ta sẽ bị sa ngã nào đó thì nó sẽ lâm vô cảnh. Nhưng mà mình cũng phải giữ mình, không ai giữ mình được hết. Đến nay là cũng vì một gia đình thực sự. Còn nếu để chơi hoặc là này kia chắc chắn là không. Không, không đúng rồi. Thiệt sự luôn á, ra ngoài em đâu có yên đâu, em cũng lắng nghe câu chuyện của hai anh chị. Thì anh chị cũng là những người đã trải qua những cái mất mát rất là nhiều ở trong cái cuộc sống. Và em cũng tin rằng là cái tuổi này cũng con cái lớn rồi mà đăng ký tham gia chương trình, có nghĩa là ai cũng thật sự mong muốn một cái kết cho nó cho có hậu, vì ai cũng muốn có được hạnh phúc. Bây giờ chương trình cho mỗi người một cái câu hỏi nha. Em để sẵn luôn hai bên vậy cho nó khỏe. Anh chị đọc lên ạ. À. Chị đọc trước đi ạ. À. Khi về chung một nhà, các con sẽ ở cùng nhau. Nếu như có xảy ra xích mích giữa các con, bạn sẽ xử lý như thế nào? Anh đọc câu hỏi của anh đi ạ. À. Bạn nghĩ như thế nào khi về làm dâu? Dạ, rồi, đó. Bây giờ, thôi anh trả lời câu hỏi của chị trước đi. Khi mà hai đứa mà về ở chung với nhau á, mà con cái có cái gì sai quấy á, thì trước tiên là mình cũng phải là ngồi lại nói với nhau là em ơi, con em vậy,
con anh dài hay như thế nào đó, xong rồi mình cho một cái hướng giải quyết anh muốn là như thế. Nếu mà thí dụ anh xử lý á, thì em sẽ lại kêu à con anh dài, con em dài này kia kia nào thì lại. Ý anh là mọi thứ phải thống nhất giữa hai vợ chồng hết, hai người. Ý chị sao, chị thấy anh mà chắc chắn là con em nó sẽ không ở chung rồi. Dạ, con em sẽ có nơi có chỗ hết rồi. Chủ yếu là em, anh có tạo cho em được có một cảm giác an toàn khi ở nhà anh hay không với con anh. Nhưng mà thực ra là em nghĩ là cho đi thì nhận lại. Với em con cái là chuyện bình thường. Em không sợ rằng con anh hay con em gì hết á. Với em, dạ. Hoặc là cha mẹ hoặc là bất kể, em sẽ trả lời luôn câu hỏi của anh. Chuyện làm dâu với em là cũng chuyện bình thường, bởi vì em cũng lớn rồi, không phải trẻ con gì nữa. Chuyện ông bà lớn thì cha mẹ mà, mình phải biết nghĩ lại thôi. Mình thương ông bà thì ông bà thương mình. Chứ em nghĩ là bây giờ lớn rồi, mình đâu có phải trẻ con gì đâu mà phải này kia sợ làm dâu hay này kia đâu. Thật ra là em có xui rồi. Ồ, đó, đúng rồi, bé lớn rồi. Dạ. Không hiểu mà ai cũng có trai có gái đủ hết. Không, thì sau này với lại cái tính em cũng vậy. Là em thích cái gì nó bình an. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, mình hơn nhau thì mình cũng không được một lon gạo hay một cái gì vô trong cái nồi hết á. Nó sẽ mất đoàn kết hết tất cả, từ gia đình cho đến bạn bè, mối quan hệ nào cũng vậy. Còn nếu mà trong cái cuộc sống có mâu thuẫn thì nên là lắng nghe. Dù là em sai hay là anh sai em không cần biết, đúng sai, nhưng mà phải lắng nghe đã, rồi mình rút ra một cái kinh nghiệm. Còn đã sống với nhau thì một lời xin lỗi nó cũng chả là cái gì cả, miễn là mình êm đềm là được rồi anh à. Còn đừng có sống cái, đừng có ồn ào, đừng có cãi vã cho em sợ lắm. Khi mình nói thì là 2 năm để học nói thôi, mà mình im lặng thì cả đời. Cho nên anh cũng thích cái tính là cứ nghe im lặng. Nhưng mà đôi lúc trong cuộc sống, đúng rồi, khi mà đối phương nói mình phải lắng nghe. Nếu mà cả hai cùng nói thì sẽ không ai nghe nhau hết. Nhưng mà có những cái đúng lúc thì mình cũng nên phải nói, phải chia sẻ thì đối phương mới hiểu được mình. Hôm nay anh đi tham gia chương trình có ai đi theo cùng mình không ạ? Có hai ông già bà già. Dạ, con mời hai bác vào trong này ạ. Mình có đi với ai không chị? Con ở nhà sao? Dạ, con mời hai bác bên đây ạ. Dạ, con chào bác. Dạ, bác khỏe hả bác? Dạ, khỏe. Dạ, bác cũng khỏe, trời, nhìn còn khỏe lắm. Dạ, con bắt tay bác cái nha. Hai bác nãy giờ ngồi ngoài chắc cũng nghe câu chuyện của hai đứa con mình ha. Thì không biết là cái suy nghĩ, cảm xúc của hai bác bây giờ là như thế nào ạ? Hôm nay thì đến đây cũng nhờ mai mối của cô với lại tất cả các chương trình. Thế thì cũng các em mà nó thuận nhau thì tụi tôi cũng đồng ý. Chứ còn bây giờ, ngày xưa là cưới vợ cho nó mới có 20 mấy tuổi. Thì bây giờ con nó là 20 mấy tuổi rồi. Rồi còn thấy bác trai sao ạ? Suy nghĩ của bác như thế nào? Nhà có được một anh con trai thôi. Ồ, một anh thôi đó hả? Ồ, mình nha. Em nó thì cũng lấy chồng có gia đình, nó có nhà riêng được. Nhưng bây giờ con hỏi nè mẹ nè, bây giờ con trai nó nhậu quá rồi sao rồi mẹ không xử lý? Đấy, bây giờ xử lý nó không có được, nó hay giận dỗi lắm, thiệt thế. Chứ không phải từ cái giận đó mà không ai muốn nói chuyện đấy. Mình lỗi nhưng mà không biết là cái lỗi của mình, không nhận. Hỏi cháu chứ bây giờ ai không có bạn bè, đúng không? Yeah. Nhưng mà người ta nhậu một cách vừa phải thôi. Nôi bạn đến lúc nào cũng ngủ ở trong nhà luôn. Cái đó là cô không đồng ý, cô không thích. Rồi, bữa nay bị mẹ tố bằng nhà. Không, thiệt. Hỏi cháu bây giờ lỡ đêm hôm trúng gió phải cảm làm sao? Yeah. Ai bác là người chịu trách nhiệm đầu tiên? Yeah. Nó đâu có biết cái gì đâu. Chủ nhà mà, chủ nhà nó phải chịu trách nhiệm cái chuyện đó rồi. Thế nhưng mà có biết đâu, cứ toàn là lôi bạn về rồi ngủ đêm ở đấy. Nói thì giận, giận dữ lắm, chứ không thể là giận bình thường đâu nhá. Dạ, giận luôn hai bác luôn. Giận dài lắm, chứ không thể là ấy đâu. Rồi mỗi lần giận vậy rồi ai rồi cuối cùng sao hết giận bác? Không, cũng chả ai, tôi cũng chẳng muốn nói tới. Tại vì nói không nghe thì thôi kệ. Tại vì bây giờ là cũng lớn rồi, 40 mấy 50 tuổi rồi. Cô thì cô nóng tánh lắm, nhưng mà cô nói xăm là xăm vậy thôi. Chứ còn dâu á, 10 mấy năm cô rất là thường, chưa bao giờ mà cô cãi nhau với nó. Nó còn dễ tính hơn là thằng này, chứ không phải là ấy. Rất là ngoan, chứ không phải cô nói cái gì là nó nghe. Chứ không phải là như thằng này nó còn cãi giả hay ấy. Chứ còn mà con kia nó không bao giờ cãi, mà nó biết nghe, mà nó làm giỏi nữa.
mà nó chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo trà, chỉ mỗi một cái bệnh nó đi theo trà. Bệnh đó, bệnh đó, bệnh đó, bệnh đó thì không thể chấp nhận được, nói thẳng một câu như thế chứ không có gì hết. Bây giờ mình cái chuyện cũ mình bỏ qua đi nè, giờ mình nói chuyện mới hôm nay. Giả tỷ như ngày hôm nay mà con kết đôi được cho chị này với anh nhà của mình. Thì được, có gì đâu. Dạ, bây giờ cô có yêu cầu gì với con dâu tương lai không? Thì bây giờ chả yêu cầu gì, bây giờ chỉ yêu cầu là bây giờ nếu mà các em nó xây dựng với nhau thì lo lo cuộc sống cho con nó thì. Dạ. Bây giờ đứa nào cũng có hai đứa con rồi. Rồi ăn thua là hai bạn tự thế đó, bây yêu giờ, thương nhau bây thôi giờ nha. Hai bạn bây giờ tự mà lo cuộc sống cho nhau. Giả tỷ như hai bạn này đẻ nữa được không? Được, ôi rồi càng mừng nữa. Thế à? Rồi ít nhiều cũng phải có đấy cháu ạ. Thì giờ đẻ được thôi, nhưng mà đẻ được cô mừng lắm. Đẻ được mừng lắm. Rồi cũng lớn rồi, con cái là tùy duyên nha. Chứ không, sao không biết như thế nào. Vậy vậy giờ con thay mặt cho chương trình, con cũng chúc hai bác là được nhiều sức khỏe. Con sẽ cố gắng hết sức, hy vọng thôi. Nhưng mà cái thật ra là cũng ăn thua hai anh chị này là những người chính. Bây giờ là cháu cũng chỉ là người đứng đầu thôi. Dạ. Nhưng mà bây giờ muốn hay không là hai cũng chị này. Cũng từ hai anh chị này. Thì dạ, bây giờ cô cũng vậy, là cha là mẹ thiệt. Thế nhưng mà cũng tùy ý của tụi nó. Dạ. Ngày xưa nó đi lấy vợ nó cũng bảo cô cưới đâu thì cô cưới, mà đây đi xuống tút tận miền Tây cưới vợ dưới. Đúng. Trời ơi, đi lúc ấy là cái thời đó mà cưới biết bao nhiêu là của mới mới cưới được đứa dâu chứ không thể cho. Rồi bây giờ còn của đi cưới dâu nữa không? Bây giờ hết rồi. Giờ già rồi lấy đâu rồi tiền không mà. Rồi con cảm ơn hai bác. Chúc hai bác sức khỏe nha. Rồi chờ tin vui của đôi trẻ nha bác. Mình theo dõi. Bây giờ về được chưa? Dạ về được rồi. Bây giờ về đi, về cũng có nhà xa quá. Ồ dạ dạ rồi. Con cảm ơn hai bác. Cảm ơn nhau nha. Cố gắng nha. Dạ cô cố gắng. Cố gắng hết sức ạ. À thôi bác về cháu. Cháu chào hai bác về. Đó, rồi sao anh như đến thời điểm nếu em với anh có cơ hội với nhau không, em nói rõ luôn á là anh có thể bỏ bia rượu được không? Và anh sẽ có thể điều chỉnh lại cái tính tình giống như mẹ anh đã nói. Nhưng mà em đã nói là em cũng cảm nhận không phải vì bác nói mà em theo, nhưng mà cái đó vì em muốn được có một cuộc sống tốt hơn cuộc sống trước. Cảm nhận của anh như thế nào? Nói chung là qua những cái lời nói của em á, anh cảm thấy là rất là ok. Và nếu mà chúng ta đến được với nhau á, thì anh sẽ hứa anh sẽ thay đổi. Và lúc đó thì tất nhiên là phải có cái động lực để thay đổi rồi. Ra thì cái những ít phút trong cái thời gian của chương trình thì giống như từ chia sẻ lúc đầu cũng không phải là quá nhiều để hai anh chị có thể với lại một hai câu. Hứa hẹn là một chuyện, còn mình làm được với nhau hay không là còn tùy theo cái tình cảm mà hai anh chị dành cho nhau nữa. Nếu như hôm nay mình cảm thấy rằng là phù hợp, đối tượng là mình có một cái chút gì đó gọi là có cảm tình, mình chỉ dùng từ là có cảm tình thôi chứ không phải là cái gì nhiều, thì chúng ta có thể cho một cái cơ hội. Trước tiên tuổi này mình làm bạn trước, mình tìm hiểu thấy được thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Em mong hai anh chị như vậy. Cố lên anh nhé. Dạ. Rồi mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm giùm em ạ. Sau 3 tiếng đếm một cách tường, nếu đồng ý mà cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu hẹn hò thì mình bấm mạnh. Mình cảm thấy không được thì mình có quyền, lớn rồi ha. Cơ hội của cuộc đời mình là do mình nắm bắt, tùy anh chị quyết định. Xin mời chị nhắm mắt lại giùm em nhé. Sau 3 tiếng đếm của em hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Đây là một người phụ nữ rất mạnh mẽ nha. Một mình để mà cái chuyện nuôi con cái thì em không nói, anh cũng một gà trống nuôi con. Nhưng mà qua cái cách chị thể hiện, chị rất là quyết đoán và mọi thứ. Đây là một người em nghĩ rất là nhân hậu và sẵn sàng cho đối phương cái cơ hội thoải mái. Nhưng mà có lẽ cô này là không chấp nhận những vi phạm đâu. Em đây theo cá tính của em nghĩ rằng có những giao kèo nói thẳng hết trước một cái mối quan hệ rất rộng rãi, thoải mái, thích nhậu cũng được, thích hưởng thụ cũng được. Nhưng cái gì mọi thứ nó đều trong cái chừng mực và gia đình phải là đặt lên hàng đầu. Và chúc mừng anh chị hôm nay về đứng bên đây giùm em ạ. Đã đồng ý ha, mình bấm nút mình cho nhau cơ hội. Rồi đứng sát với nhau giùm em nha. Và nắm tay một cái luôn anh chị ơi, tuyệt vời ha, cao ráo xứng đôi nha. Đưa nhau đi tập thể dục nha. Chị đưa ảnh đi với nha chị.